Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng Hồ Kỳ Minh cũng vừa có buổi tiếp làm việc với Hiệp hội Thương mại Hoa Kỳ tại Việt Nam và đoàn doanh nghiệp Hoa Kỳ đang đầu tư và hoạt động tại Đà Nẵng và miền Trung Việt Nam. Mục đích chính của buổi làm việc là thảo luận các hoạt động nhằm thúc đẩy phục hồi kinh tế, đổi mới và tăng trưởng bền vững giữa Hoa Kỳ và Đà Nẵng nói riêng, miền Trung Việt Nam nói chung. Tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng Hồ Kỳ Minh cho biết, Đà Nẵng đang tập trung phục hồi kinh tế sau đại dịch Covid-19 và hiện tại đang có rất nhiều nhà đầu tư từ các quốc gia đến tìm kiếm cơ hội đầu tư vào Đà Nẵng. Phó Chủ tịch mong muốn các doanh nghiệp Hoa Kỳ sẽ tăng cường đầu tư hơn nữa vào Đà Nẵng, nhất là về công nghệ thông tin và tài chính, hai lĩnh vực mà phía nhà đầu tư Hoa Kỳ có nhiều lợi thế. Hiệp hội Thương mại Hoa Kỳ tại Việt Nam và Đoàn Doanh nghiệp Hoa Kỳ đã trao đổi, thảo luận rất nhiều về những vấn đề cùng quan tâm những thuận lợi và những vướng mắc trong quá trình sản xuất kinh doanh tại Đà Nẵng. Hiệp hội Thương mại Hoa Kỳ tại Việt Nam và đoàn doanh nghiệp Hoa Kỳ rất kỳ vọng vào sự phục hồi và phát triển của Đà Nẵng và mong muốn Đà Nẵng tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư hiện hữu mở rộng hoạt động, giải quyết kịp thời các khó khăn vướng mắt cho doanh nghiệp và tiếp tục qua các cơ chế chính sách tạo môi trường đầu tư kinh doanh thông thoáng để đẩy mạnh thuốc đầu tư vào Đà Nẵng.